nào, đã góp phần giữ rừng bình yên, đi bàn kem à, hay bàn thức ăn nào, cháy rừng xảy ra trong mùa khô hanh như hiện nay. Bay đây chứ, chảo đâu, bay lên. Đấy, em hổ đâu? Ừ, ngồi cho em hổ ăn đi. Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào trường quay. Tôi đang có mặt tại khu vực đầm thị nại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi đăng cai trận đua thứ hai của giải vô địch thế giới thuyền gắn máy. Anh rồi đấy, bán hàng gì mà lộn tùng phèo, bán hàng đúng rồi. Sao đây được coi là môn thể thao cực kỳ chuyên biệt, bởi tốc độ tối đa mà mỗi chiếc thuyền đua có thể đạt tới là 250 km/h, và ở trận đua này quy tụ những tay đua xuất sắc nhất thế giới ở nội dung này. Ở giải đua thuyền gắn máy vô địch thế giới năm nay có 9 đội đua, mỗi đội đua có 2 tay đua và mỗi tay đua sẽ sử dụng riêng một chiếc thuyền đua. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có cơ hội để được chứng kiến 18 tay đua sẽ cùng nhau tranh tài ở trận đua diễn ra tại Bình Định. Ngày hôm qua đã diễn ra kết quả đua phân hạng với 3 vòng loại, và kết quả chung cuộc thì hai tay đua của đội đua Việt Nam chúng ta, đội đua Bình Định Việt Nam Team, có kết quả thi đấu rất tốt, đó là Aram và Anderson có các thứ hạng xuất sắc thứ hai và thứ ba chỉ sau một tay đua của đội Victory. Trong ngày hôm nay thì các tay đua sẽ tiến hành thi đấu ở hai vòng nước rút Spin 1 và Spin 2, và điểm mới ở mùa giải đua thuyền gắn máy vô địch thế giới năm nay đó chính là việc ở các Spin 1 và Spin 2 thì sẽ được tính điểm, số điểm này sẽ được cộng với số điểm trong ngày thi đấu chính thức cuối cùng vào ngày 31 tháng 3 tới đây để tính số điểm cá nhân và tổng điểm. Xin trở lại trường quay. Chầu văn hay còn được gọi là hát văn, hát hầu đầu, hát bóng là loại hình nghệ thuật cổ truyền của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Vâng, và mới đây thì Pháp nhà nghiên cứu âm nhạc Lê Y Linh đã hoàn thành công trình khảo cứu về nghệ thuật chầu văn và cho ra mắt công trình nghiên cứu Phạm Văn Chiêm và trong năm của nhóm nhạc văn. Công trình góp phần làm giàu thêm kho tàng tri thức về loại hình nghệ thuật đặc biệt. Đây là công trình nghiên cứu lâu năm nhất mà tiến sĩ âm nhạc Lê Y Linh theo đuổi. Bắt đầu từ những năm 80, nghệ thuật hát văn và hầu bóng đã thu hút mối quan tâm của chị. Theo đuổi đề tài này ở giai đoạn ấy là một thử thách vì nghệ thuật hầu bóng còn bị cấm. Lê Y Linh đã chọn cách đi theo công văn được đánh giá là có nghề và giỏi của Việt Nam là thầy Phạm Văn Kiên để nghiên cứu về bộ môn này thật sâu. Thêm một cuốn sách về di sản.
trang lịch sử của Việt Nam từ góc nhìn của người hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật dân gian. Liên tục xuất hiện cá heo bơi lội, trong đó có cả đá heo trắng tại các vùng biển của Quảng Ninh như Vịnh Hạ Long, Thái Tử Long và Cô Tô. Và xuất hiện quả thì đã bắt đầu xuất hiện ngày trong phim truyện trên VTV1. Mình đắp được thôi. Đấy, cắt đi. Ngồi dậy. Cắt ra giá sách cơ mà. Cắt đi.